với cá nhân của tôi, lựa chọn của tôi cho danh hiệu cầu thủ hay nhất ngoại Anh mùa giải năm nay là trường hợp của Declan Rice, tân binh của câu lạc bộ Arsenal. Tôi lựa chọn Declan Rice vì đây là cầu thủ đã thay đổi cả một mùa giải của câu lạc bộ Arsenal để giúp cho mùa giải này chất lượng hơn mùa giải năm trước khá nhiều và rất dễ hình dung. Cứ thử bây giờ trong đội hình của Arsenal không có Declan Rice so với việc trong đội hình của Man City không có Phil Foden, không có Rodri thì sẽ rất khác nhau. À, anh cũng đã nhắc tới Phil Foden và rotary của Man City. Vậy thì theo anh rằng cái sự khác biệt lớn nhất về tầm quan trọng giữa Declan Rice và những cầu thủ kế trên của Man City là gì? Liệu rằng đó có phải là cái việc mà Declan Rice đã thực sự thích nghi quá tốt với đội bóng mới không? Ờ, rõ ràng là Declan Rice đá như Arsenal cứ như thể là anh ta đã thi đấu ở đây trong rất nhiều mùa giải rồi và có rất nhiều vai trò Declan Rice mới lần đầu tiên làm tại câu lạc bộ Arsenal và thậm chí là lần đầu tiên trong sự nghiệp nhưng anh ta cũng đã làm rất hay. À, hãy xem cái việc mà Declan Rice ở mùa giải cuối cùng với West Ham nửa sau mùa giải, anh ta mới bắt đầu thực hiện những quả đá phạt góc. Thì về với Arsenal, Declan Rice đã trở thành chân đá phạt góc số 1 với những tình huống đá phạt góc lệch trái của câu lạc bộ Arsenal và điều đó một phần cũng giúp cho Declan Rice có đến 8 đường kiến tạo tại Hoàng Anh mùa giải năm nay Bên cạnh việc cái sự sông sáo anh ta có đến 7 bàn thắng Tại sao lại 8 đường kiến tạo và 7 bàn thắng tôi lại nhấn mạnh ở đây Bởi vì 8 đường kiến tạo nó cho thấy cái sự đóng góp Ở cái việc là Declan Rice là người thực hiện đã phản góp như tôi đã nói Còn 7 bàn thắng là cái việc Declan Rice thường xuyên dâng cao Xâm nhập vào vòng cấm Và đó là một cái vai trò mà chúng ta nhìn thấy rất là khác Declan Rice ở Nửa sau mùa giải này so với giai đoạn trước đó Giai đoạn trước đó thì ai cũng biết là Arsenal mua được Rice về để anh đá ở vị trí của một số 6 và giai đoạn sau thì anh đá trong một vai trò của một số 8. Số 8 là một người thường xuyên dâng cao, thường xuyên xâm nhập vòng cấm và thường xuyên có cơ hội để dứt điểm thì cái năng lượng, cái thể hình, thể lực của Declan Rice giúp cho anh ta thỏa mãn được những cái yếu tố này. Và như nhiều người nói là Declan Rice 100 triệu bảng vẫn còn rất rẻ. Thì tôi lại có một ý rất là hay như thế này đó là Declan Rice không chỉ là 100 triệu bảng đâu mà phải là 100 triệu bảng cộng bởi vì Declan Rice khi đá lên vị trí số 8 thì anh ta giúp cho câu lạc bộ Arsenal giải phóng thêm được một người nữa có giá trị gần bằng một nửa của Declan Rice đó là Thomas Partey 45 triệu bảng và Declan Rice rõ ràng là 100 triệu bảng. Cộng cộng và Arsenal đang rất hời với thương vụ này. Khi mà anh Thanh nói về việc Declan Rice là chuyên gia đá phạt góc của Arsenal thì như quý vị cũng đã thấy rằng Arsenal đang trở thành một trong những đội bóng hàng đầu của Premier League ghi bàn ở những tình huống cố định. Khi mà anh Thanh nói về Declan Rice nói về cái quãng thời gian ở mùa giải năm nay của anh với Arsenal thì anh thấy Declan Rice có điểm gì nổi trội hơn so với chính anh ở West Ham để mà anh ta có thể xứng đáng với danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa. Bạn ấn tượng với điều gì ở Declan Rice tại West Ham? Đó là một cầu thủ đánh chặn chăng? Một người với xuất phát điểm ban đầu là vị trí trung vệ, sau đó đẩy lên đá vị trí tiền vệ trung tâm. Tức là cái vai trò ở West Ham đơn giản ở Declan Rice là một cầu thủ phòng ngự, nhưng đến với Arsenal là một cầu thủ toàn diện hơn nhiều. Như đã nói với Pep Guardiola và với Mikel Arteta, một môn đệ của Pep thì cái yếu tố mà gây bất ngờ cho đối phương là một yếu tố được đạt rất cao và một trong những điều đó mà một đội bóng cần phải có đặc biệt là một đội bóng xây dựng theo kiểm cầu kiểu cầm soát bóng kiểm kiểm soát bóng như vậy cần phải có đó là việc một tiền vệ có thể xâm nhập vòng cấm và Declan Rice đang đảm bảo rất tốt điều này một tiền vệ xâm nhập vòng cấm khi Declan Rice đã làm được điều này rồi thì Kai Havertz từ vai trò của số 8 lệch trái lại được đẩy lên để đá tiền đạo rõ ràng là khi Declan Rice đa năng thì nhiều vị trí khác của Arsenal cũng đã được giải thoát giải thoát khỏi cái vị trí đơn giản của mình và vào lúc này thì tôi thấy có những cái sự so sánh như thế này cái sự so sánh của rất là nhiều bạn khán giả đặt câu hỏi là Declan Rice so với Phil Foden thì tôi đã nói so với với so với Rodri một người có phần tương đồng về mặt vị trí thì tôi đã nói rồi, à, tức là Declarai toàn diện hơn Rodri về mặt tham gia và mặt trận tấn công. Và có một bạn à, muốn so sánh với trường hợp của Cole Palmer. À, so sánh với trường hợp của Cole Palmer thì à, phải nói rằng với cá nhân Cole Palmer thì đây là một mùa giải thành công của cá nhân Cole Palmer, nhưng để mà vươn đến cái danh hiệu mà cầu thủ hay nhất trong một mùa giải của ngoại Anh thì với cá nhân tôi, đó luôn phải là một cá nhân nằm trong nhóm của những đội có khả năng cạnh tranh trước vô địch bởi vì nói gì thì nói bóng đá là hướng đến chiến thắng bóng đá là hướng đến danh hiệu và bóng đá hướng đến những cái điều cao nhất Cô palmer rõ ràng là cũng, là mùa giải ấn tượng với cá nhân anh ta có thể là mùa giải hay nhất của cô palmer mùa giải hay nhất của một cầu thủ chelsea trong mùa bóng này nhưng cô palmer thì vẫn chưa đủ để xét đến ứng viên của cầu thủ hay nhất của ngoại anh mùa giải năm nay tôi cũng rất đồng tình với anh hải thanh về câu hỏi mà khán giả đã đặt ra cho chúng tôi so sánh giữa cột palmer và declan rice À, có lẽ là Cô sẽ phù hợp với một uh, danh hiệu trong lòng các fan Đó là tân binh hay nhất, tân binh ấn tượng nhất của Ngoại Anh mùa giải năm nay Còn uh, để mà có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Ngoại Anh mùa giải năm nay Thì có lẽ là các fan của Chelsea sẽ phải chờ đợi thêm ít nhất là một mùa giải nữa Anh Thanh, anh cho rằng Pep Guardiola hay Ateta Ai là người xuất sắc hơn ở mùa giải này? rất là khó để trả lời câu hỏi này vào thời điểm mà mùa giải vẫn còn hai vòng đấu nữa. Nhưng nếu mà để mà trả lời câu hỏi này ở đúng thời điểm hiện tại thì với cá nhân tôi khi mà nói đến một huấn luyện viên là một huấn luyện viên xuất sắc thì tôi đặt ra hai tiêu chí như sau. Tiêu chí đầu tiên đó là sự thành công của đội bóng, có nghĩa là đội bóng phải trong nhóm cạnh tranh vô địch và nếu như đội bóng có danh hiệu thì đó sẽ là một điểm cộng rất nhiều dành cho huấn luyện viên. Và tiêu chí thứ hai đó là những đột phá về mặt chiến thuật trước khi mà chúng ta bước đến những tháng cuối cùng này thì cũng có những luyện viên ví dụ như là Postecoglou của Tottenham Hotspur, De Chibi của Brighton cũng là những ứng viên cho luyện viên hay nhất mùa nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy Tottenham và Brighton đều đã thi đấu rất xuống trong giai đoạn từ nửa sau tháng 3 cho đến tháng 4. Vậy nên bây giờ chỉ còn có hai người đó là Pep Guardiola và Mika Ateta. hiện tại với những gì mà Mika Ateta đang thể hiện thì tôi dành một chút ưu ái cho Mika Ateta. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trước hết là về mặt kết quả thì Mika Ateta đang đua với Man City, đang đua với Pep Guardiola dù chúng ta biết rằng sự đầu tư cho Arsenal, thời gian gắn bó của Ateta với Arsenal là ít hơn so với những gì mà Pep Guardiola đã gắn bó cùng với Manchester City. Ở yếu tố thứ hai đó là những đột phá về mặt chiến thuật sử dụng con người. Thì mùa giải năm nay, Ateta như đã đề cập trường hợp của Declan Rice từ số 6 đẩy lên đa số 8, Kai Havertz từ số 8 lệch trái đẩy lên thi đấu ở vị trí tiền đạo. Và hãy nhớ rằng ở đội tuyển Đức, thậm chí Kai Havertz còn phải thi đấu ở vị trí hậu vệ trái cơ. Và thêm một yếu tố nữa đó là Ờ, trong những mùa giải trước chúng ta đều nhìn thấy pep có những sự thay đổi và những sự thay đổi những sự đột phá này về mặt chiến thuật sau đó đều trở thành một cái nét rất là bản sắc trong cái đội hình của pep guardiola đó là việc một hậu vệ biên vào đá ở trung tâm như trường hợp của caselo đó là một đẳng sắc của pep guardiola đó là trường hợp của một trung vệ và đá tiền vệ trung tâm đó là một bản sắc của pep guardiola nhưng mùa giải năm nay pep guardiola thì chưa tạo ra những bản sắc như vậy giống như trường hợp mà Ateta đã làm với những cầu thủ của mình. Ví dụ trong trường hợp Phil Foden vào đá sau lưng của một tiền đạo hay trường hợp của Julian Alvarez đá ra hành lang biên thì đó chỉ là những giải pháp mang tính chất tình thế ở một giai đoạn một thời điểm nhất định nào đó thôi. Còn về sau thì họ vẫn trở lại với những vị trí quen thuộc của mình. Ví dụ chúng ta nhìn thấy khi Kevin De Bruyne bình phục chấn thương thì Phil Foden cũng không phải lúc nào đảm bảo vị trí của mình sau lưng tiền đạo nữa hoặc Julian Alvarez cũng cuối cùng thì vẫn phải đẩy lên đá vị trí tiền đạo thôi <laughs> bởi vì ở vị trí chạy cánh anh ta chơi thực sự là không ổn